Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Ana Free Fire ra mắt chúng ta cái gì đây? Và hôm nay Ana Free Fire rất rộng rãi anh em nhá, cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Và hôm nay chúng ta sẽ có thể nhận free một cái hành động. Đấy, hành động này vào nhịp. Đấy, hành động này nhảy top top anh em ạ, nhảy TikTok. Đấy, hành động này chắc chắn là hành động nhảy trên TikTok rồi. Hành động này giống mấy cái cô bé xinh xinh ở trên TikTok hay nhảy anh em ạ. Và tôi không nhớ là nó trong cái bài nhạc gì, nhưng mà đại khái là đây là hành động nhảy TikTok. Đấy, cái này chắc chắn nhảy TikTok luôn. Tôi nhớ có cái cô bé gì mà trông trắng trắng ấy. Đấy, hay mặc áo trắng trắng ấy, hay nhảy cái bài này. Đấy, xôi. Chín chín kim cương. Nói chung là bây giờ top top và xâm chiếm toàn bộ thế giới rồi anh em ạ. Mà tôi cũng có kênh TikTok anh em nhá. Đấy, kênh TikTok của tôi thì nó lại không có nhảy, mà tôi chỉ giải đáp những cái thắc mắc cho anh em ở trong Fifi thôi. Đấy, thì anh em có thể follow kênh TikTok của Ria Gaming ở địa chỉ đó, Ria Gaming 89. Đấy, còn có một số thằng khác nó pha ke tôi anh em ạ, nhưng mà kênh của tôi là kênh có 600.000 follow ấy, hơn 600.000 follow một tí. Đấy, ok, chúng ta lấy hành động nhảy TikTok rồi. À, ok, hoa hướng dương à? À, hoa hướng dương đổi được cái hộp mới này. Rồi, nạp 300 kim cương, 10 hoa hướng dương. Cái gì đây? Không có phần thưởng là sao? Ok, bịp rồi anh em ơi. Và gà rán đã có một pha bịp cực mạnh. Ôi, lại bịp rồi. Bịp rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Và không ổn rồi. Ông gà rán xem làm ăn nào nhỉ? Đấy, người ta nạp 300 kim cương để lấy đồ đấy, không có phần thưởng là như nào. Bịp rồi. Và vừa mới khen xong phát gà rán lại tự tay bóp giày anh em ạ. Đấy, vừa khen gà rán là cho lấy cái hành động với giá 99 kim cương nạp thẻ free. Đang sướng thì gà rán lại bóp rồi. Đấy, đùa, lại bóp anh em ạ. Thế này, cái này lỗi này sửa nào tôi chịu anh em ạ. Và lỗi này sửa nào thì bố tôi không biết luôn. Bó tay .com/vn. Đấy, ok, hôm nay chúng ta lấy hòm sắc tiệc tùng, thêm là hành động và nhún nhảy. Đấy, hành động đâu nhỉ? À, đâu rồi? Đấy, hành động vàng à? Không phải hành động tím à? À, không phải hành động xanh à? À, hành động này xịn à? Đấy, chắc ở trên rồi. Và lướt qua hơi nhanh. Ủa, cái hành động này hành động cấp huyền thoại cơ à? Vãi hàng ông đại bàng nhờ. Mình nghĩ tưởng nó là hành động lom dom, hành động thường, nên mình nghĩ kéo dưới luôn. Đấy, đâu rồi? Đây rồi, đâu rồi? Đâu rồi ta? Và 117 hành động với nhiều quá đấy ơi. Đây rồi. Ha, vào nhịp. Ha, ôi trời, đấm y hệt mấy idol trên TikTok luôn. Ok, đây cái hộp mà của cái Hoàng Dương đây, bộ hộp vừa xinh vừa phong cách, hộp hot girl. Đấy, hộp hot girl. Ở đây cho tao có thể lấy những cái váy nữ sinh. Ui, mấy cái váy ấy toàn mấy cái váy cổ, váy trưởng này. Mấy cái váy từ 1 tỷ năm trước ở năm Gaana Free Fire luôn. Đấy, đầu nữ streamer. Hôm trước mình có test cái bộ nữ streamer rồi. Mình lấy cái bộ nữ streamer này ở bên server nước ngoài. Đấy, cái gì đấy, không đủ thẻ đổi á, đùa với bố à? Không đủ thẻ đổi là sao? Và đấy ơi, làm sao? Đấy ơi, ui, một phát trúng luôn mặt nữ streamer tài năng. Trông chả khác gì bình thường, có mỗi cái kính. Đấy, hóa ra nó là mỗi cái kính anh em ạ. Đấy à, lấy được quả quần đào mộ đó, vãi trưởng. Nghe tên quả quần thấy không muốn mặc rồi. Nào, đây, cho 400 kim cương nhá. Và 400 kim cương. Úi giời, 1, 2, 3, úi giời 1 với 2, úi giời 1, 2 với 5. Và 1, 2, 3 sẽ được bao nhiêu huy ạ? 43, 43 đổi từng mảnh. Ơ, nó lại không có từng mảnh để đổi anh em ạ. Và ui, thằng Gà Rán chơi cậu à? Vâng, trong này hóa ra so với toàn váy. Một là chúng ta phải đổi cả bộ nữ streamer, chúng ta không được đổi mảnh. Đùa. Thế mà nó trong cái hộp thì cho ra mảnh, nhưng mà cả bộ thì lại không ra được. Đùa. Bó tay ạ. Và bó tay chấm quam. Ui giời, được 8 hiệu này. Ui dồi ôi, hắm rồi. Bị gà nó lừa rồi anh em ạ. Gà hôm nay ăn thì lừa kinh ấy nhở. Gà hôm nay hơi lươn đấy. Gà hôm qua, gà này cầm tinh con lươn rồi anh em ạ. Và ở bên ngoài nó cho lấy, mở hộp thì nó cho lấy từng mảnh, nhưng mà cả hộp thì nó lại không cho đổi mảnh. Thế nó mới ảo đấy. Ảo ma cara Venezuela đấy. Ui, được thay phát 8 hiệu rồi. Thế là bây giờ lại thừa.
Đùa, thằng gà rán nhá, thằng gà rán trí lắm đấy, thằng gà rán trí lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, thôi, chia tay thằng gà rán ngay. Và ok, hôm nay là ngày siêu sale 15 tháng 6 trên Shopee anh em nhá. Anh em nào mà có nhu cầu mua tai nghe, mua các loại phụ kiện điện thoại ngon lành cành đào, anh em đừng quên ghé qua đó Ariaki Store trên Shopee hoặc trên Lazada. Khi mua một tai nghe bất kỳ, anh em được giảm giá từ 30-50% cộng thêm với các mã voucher cực ngon trong ngày 15 tháng 6 này. Và bên cạnh đó vẫn là chương trình tặng ngay mô hình mini số lượng có hạn dành cho anh em mà mua bất kỳ tai nghe nào trên Ariaki Store. Ok, tất cả sản phẩm đều đang được bán tại Ariaki Store HN, Ariaki Store HCM, Shopee nhá. Tham khảo ngay anh em ơi. Ok con dê. Bây giờ mình sẽ vào game nhảy top nhảy TikTok ạ. À. Hành động này không phải là nhảy trên TikTok thì tôi đi bằng không phải bằng chân cho anh em xem. Đấy, trời ơi. Hành động này đúng bước ra từ TikTok luôn. Dạo này nói chung bây giờ idol TikTok nhiều. Đấy, bây giờ idol TikTok ở trên mạng rất là nhiều. Thế nên là Gaiana họ cũng phải đưa những cái nội dung từ TikTok vào nhiều. Đấy, hành động này nhảy đấm đấm yêu thật sự ạ. Vào nhịp. Đấy, vào nhịp, lên thôi. Lên đây mấy con hàng. Team mình hôm nay đang bị dẫn với tỷ số 0-1 mà không sao, có một cái tài lăng như tôi thì kiểu gì cũng sẽ gánh được. Đấy, một cái tài lăng, một kênh đầy kỹ lăng như Ria kia mình thì kiểu gì cũng sẽ gánh được. Tài năng nha anh em nhá, nói tài lăng đến cô giáo tát cho vỡ mồm, cái tội nói sai chính tả. Đấy, ok, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Nhiều thằng gà hơn tôi, khẳng định mấy anh em như vậy luôn. Ok con dê, đấy, ui xôi ôi, này thì đứng trên nóc nhà nó bắt con gà, cậu nhảy lên, cậu có múa với mày. Đấy, nằm trên đấy nha, ok, chết rồi anh em ạ, chết rồi anh em ơi, ui, chưa kịp nhặt đạn. Ôi các bạn ơi, chưa kịp nhặt đạn, nó bắn mình rồi, team địch ghê quá, mà thằng chạy trên nóc nhà kìa, mày chạy trên nóc nhà thế là mày dở rồi. Và mày chạy đến nóc nhà, ui sư, bay qua nóc nhà bắn luôn. 30 viên đạn là quá đủ để cho mình có những cái pha hạ gục đến từ vị trí của Rikaki. Móc lốp cậu này, móc lốp với chúng tôi này, tuổi luôn đấy, cho xin một cái tuổi. Không biết là cậu đến đây chỉ mục đích là nhảy top à? Cậu vào cái con game này chỉ mục đích là để nhảy múa. Được thật sự ạ, nhảy top luôn. Được thật sự không anh em? Quá được luôn. Ui xôi, quá ngon đội bán son. Nó lựu khói rồi. Nào, ui xôi, được thật sự. Anh em thấy được thật sự không? Ok, sao thì mình lại thải đồ ra này? Chết, rơi dụng hết cả đồ rồi. Bạn nào lại AFK rồi? Các bạn nào đấy lại thi đấu cho quân đoàn AFK rồi? Tệ thật, ném quả lựu khói ở đây. Đề phòng mấy thanh niên lên móc lộp. Đấy, nguy hiểm lắm. Nhảy top, có khói rồi. Nhảy top. Anh em thấy đây, hành động nhảy top tới được không? Hành động nhảy TikTok tôi thấy quá là được luôn. Ôi trời, có một thằng kìa. Đấy, nhảy tiếp. Xoay, tuyệt vời. Ok, máu đây. Bạn nhảy đây làm cái gì? Bạn cũng ghê của nó đấy. Máu đây. Máu thế là không được rồi. Máu nó liều nhiều hơn máu não rồi. Hỏng ngay. Đấy, ui rồi chạy ở đây một cháo. Đấy, bắn vào là chết phát đây. Bắn vào là đạn ra là vào người. Đấy, lại thêm một cháo nữa. Cái tầm mà bạn cầm Groza rồi thì cần gì phải kéo đầu. Cứ thế thẳng mặt một phun lực đam vàng. Chúa tể đam vàng, ông hoàng phá giáp. Đấy, tôi xong rồi tôi nhảy TikTok. Tỷ số này đó là 2-1 dành cho vị trí của Rika Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Có một số bạn không thích tôi nhận là streamer gà nhất Việt Nam, các bạn bảo là nghe cái danh hiệu nghe nó hơi hèn. Đấy, nhưng mà bố mẹ tôi ngày xưa có dạy tôi ấy, đấy là ở đời ấy, chúng ta nếu mà làm cái gì cũng phải nhất. Đấy, nếu mà chúng ta không phải là người giỏi nhất thì chúng ta sẽ là người dốt nhất. Đùa thôi, chả bố mẹ nó dạy thế cả. Đấy, nhưng mà nói chung là có cái gì nhất cũng sướng mà anh em. Đấy, có cái gì nhất mà cũng sướng mà mình là streamer gà nhất Việt Nam mà anh em vẫn ủng hộ theo dõi kênh của mình, rất là vui rồi. Đó hỏi gì nữa? Đó thế còn đâu vui rồi gì nữa? À, một pha đẩy lên đến vị trí Oriaki. Ôi, kìa, con hàng kìa. Chắc là bắn nhầm súng, quên quả đấy cầm Gloza rồi chết rồi. Đấy, anh em để tôi thi triển cái khả năng ném liệu thần sầu của tôi. Đấy, ném liệu phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Ném liệu thần sầu, nằm ngay. Nào từ từ để mình nhảy top bạn xem nào. Để cậu nhảy top kìa. Đùa cái thằng đồng đội team mình nghiêm túc thế nhở? Nó bảo để mình nhảy top bạn xem rồi, xin từ đầu.
xin nhẹ cái đầu luôn, full đam đỏ. Đấy, đùa thôi, có mỗi phát đam đỏ lấy đông ra mà full. Múa top top nào. Ý, địch đâu rồi? Ha, địch chạy trên nhà. Ha, đây à? Úi ơi, mày thì đứng cửa sổ này. Vào xuống này. Xuống này, ui cẩn thận lên, chết bạn Hi Sờ Mi Sờ Mờ Đờ. Tên kìa, H-Z-M-S-M-M-M-S-M-M-M-D. Vãi cả tên, vãi cả tên anh em ạ, tên vãi trường. Chỗ này không nhảy qua được cái mái à? Tôi cứ tưởng nó nhảy qua được cái mái anh em ạ. Ôi trời ơi, ông Hi Sờ Mờ Đờ bị nó Sờ Mờ Đờ chết rồi. Khổ thân thật sự. Nào, nhảy qua đây em bạn ơi. Hết giờ rồi, tôi nhảy top top bạn xem này. Tôi nhảy top top bạn xem. Đâu rồi, chưa đây bạn nhảy xuống nhỉ. Nhảy nhảy đây, mình nhảy top top bạn xem này. Úi thôi nhảy kìa. Đấy, chạy, chạy nhanh thế biết nhỉ. Vâng, chạy nhanh phết đấy, chạy nhanh phết đấy. Và chạy nhanh ấy, mình lại nhảy top top bạn xem. Đấy, ui, bạn kia chết ngoài bo rồi. Ui, bạn lại đặt bom keo, bạn đặt bom keo làm gì? Bạn đặt bom keo làm gì? Triple kill dành cái vị trí của Rikaki. Cái mình sau thêm một ván đấu hơi o cho thì team mình hôm nay đã bị team địch gỡ lại tỷ số đó là 2-3. Nhưng mà điều đấy là quan trọng, tại vì kiểu gì team tôi chả thắng. Đấy, kiểu gì team tôi chả thắng anh em. Ok, thì ngoài cái hành động mà nhảy top top này ấy, thì còn có hành động khác cũng đến từ top top. Đấy, cũng đến từ TikTok. Nói chung là bây giờ ấy, tôi nói với anh em rồi, TikTok bây giờ nó xâm chiếm thế giới rồi. TikTok đã xâm chiếm thế giới rồi. Thế nên là chúng ta có rất nhiều hành động đến TikTok. Thì hôm nay tôi mới đi khai phá được thêm một hành động nữa, cũng đến từ top top anh em ạ, cũng đến từ TikTok. Đấy là hành động có hành động Marry Me ấy, và cái hành động mà cưới ai đấy ấy, kiểu cứ đứng che mặt xong đứng ngoài ngoài ấy. Đây, đây tôi cho anh em xem. Đây tôi vừa đi khai quật được. Đấy, nó đến từ cái bài Marry Me đấy. Rồi anh em thấy buồn cười không? Đấy, các nhân vật của chúng ta đứng che mặt xong rồi đứng ngoài ngoài á. Đây là hành động nhảy của mấy con da xin. Đấy, hành động này. Xôi, hành động trông buồn cười vãi trưởng ạ. Thề. Hành động này chắc là lại mất tiền thôi. Và cái bài này nó cái gì cứ Marry Me ấy, kiểu cái bài này đó là cái bài mà lúc đầu ấy là lừa ai đấy đeo một cái nhẫn ấy, xong rồi thành vợ thành chồng người ta luôn, buồn cười vãi trưởng. Đấy, đeo phát là thành vợ người ta luôn. Đấy, buồn cười vãi trưởng. Đấy, lừa kiểu lừa đeo nhẫn ấy, tôi kiểu cái dàn cảnh của nó, hay là kiểu đưa một cái nhẫn cho ai đấy xong rồi chót giơ tay ra xong rồi mình đeo vào phát xong rồi mình nhảy cái bài này. Đấy, đúng idol TikTok luôn. Tôi thề luôn anh em luôn là TikTok sắp xâm chiếm thế giới rồi. Đấy, TikTok xâm chiếm thế giới mà xâm chiếm luôn cả Fifi rồi anh em ạ. Nói chung là hơi bị hay luôn. Anh em thấy chia sẻ này mình hay, anh em cho một like và subscribe nhá. Đấy, cho một like và subscribe không buồn đấy. Úi dồi, thằng đồng đội mình bắn hay thế nhở. Tiếng Hàn Quốc Vi, tiếng Hàn Quốc, thanh niên đến từ Hàn Sẻng. Úi hay quá, lừa đối phương thả Skyler sau đó thì có pha triple kill, thanh niên Vi bắn hay quá nhở. Và trận này tôi bắn lại hơi áo cho. Đấy, tôi bắn hơi áo cho một like đấy. Địch nó còn phải like cho ông này mà. Đấy, Vi thi đấu rất uy tín. Vi một pha để lên đến vị trí của Vi nào. Vi lấy nốt cái Buvanya nào. Lấy nốt cái Buvanya nào. Lấy nốt cái Buya nào. Úi giời, thằng địch. Vâng, ui thằng Vi hóa này còn boss rồi anh em ạ. Win chặt chứ còn gì nữa. Win chặt, ông này còn ngồi lên ngồi xuống. Tôi bắn luôn đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như anh em đây là lần đầu tiên đến với kênh Ria kia mình và cũng đam mê TikTok như mình thì đừng quên like kênh TikTok của mình nha. Cũng như là follow kênh YouTube của Ria kia mình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Bye bye.